Cũng chỉ vì tin vào những món quà tặng hoàn toàn miễn phí và những công việc nhẹ lương cao, mà giờ đây người mẹ đơn thân này đã trả giá bằng một bài học rất đắt. Đó chính là tất cả những số tiền mà cha và mẹ của cô làm dành dụm nhiều năm gom góp lại giao cho cô để nuôi con, thì ngày hôm nay cô đã hoàn toàn trắng tay mất hết tất cả số tiền mà cha mẹ đã giao cho cô. Ngoài ra cô còn phải gồng gánh một khoản nợ rất lớn, vì trong lúc mải mê tin vào những lời ngọt ngào đó thì người mẹ đơn thân này đã chạy vay mượn khắp nơi để bù thêm và đưa cho họ. Chỉ mong rằng nhận được một số tiền rất lớn qua những lời hứa của những người không hề quen biết. Giờ đây thì người mẹ đơn thân này đã tiến thẳng vào con đường cùng, một con đường không có lối ra. Không nghĩ là bản thân mình sẽ có một ngày rơi vào tình trạng như vậy, giống như cái gì đó khiến cho người ta thấy cái số tiền đó, muốn làm sao để lấy cái số tiền đó về để gia đình mình có cuộc sống tốt hơn đó. Mà mình không nghĩ là mình bị gạt cái tiền lớn như vậy. Cái đó giống như là mình bị cuốn vào, người ta nói gì mình cũng hay nghe, mình cũng hay làm theo người ta để mình làm sao để mình lấy được số tiền đó về. Tại số tiền đó, nó lớn, mình không thể nào mình trong thời gian của mình làm được số tiền đó. Đúng rồi. Dạ. Mình có nghĩa là bỏ ra vài chục triệu mà mình trong vòng một tiếng đồng hồ mình lấy được mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ. Có nghĩa là họ biết được là mình đang rất là cần tiền. Dạ, đúng rồi. Để lo cho gia đình. Dạ, đúng. Lo cho cuộc sống. Dạ. Em thấy đa số những người tham gia trong đó là phụ nữ, thằng ông cũng có. Dạ. Nhưng mà chị cho em hỏi thăm nè, hồi nãy chị nói là bây giờ là trong người không còn 1.000 luôn. Dạ. Rồi cha cũng không còn tiền luôn. Dạ, như dạ, vậy rồi dạ. Bây giờ cháu nó uống sữa rồi tìm đâu mua sữa đây, dạ, người ta cha em thấy luôn về rồi mua sẵn đó nhỉ. Còn tả khi nào hết rồi em mới mua thêm đó. Cha chị là đi làm cái công việc gì? Dạ, cha em là đã đi làm phụ bếp rồi, người ta thôi anh. Rồi tháng được bao nhiêu? Dạ, tháng thu nhập cũng được 4-5 triệu. Để lo cho hai mẹ con em. Chàng ơi, chàng. Dạ, là tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia, tiền sữa, tiền trả. 4 triệu, gần 5 triệu. Dạ. Nhưng mà rồi chú xài rồi còn tiền xăng cổ nữa. Dạ, cha em tháng ngày thậm chí ăn khổ mình 10 ngàn, thậm chí nhịn đói đi vô công ty kiếm đồ ăn ở trong công ty ăn. Rồi trời, xin đồ ăn của công ty làm về nhà cho em á. Cha cha của mình không dám ăn. Dạ. Tất cả số tiền của cha và mẹ có được đều tin tưởng giao cho chị. Dạ. Thấy em có lỗi quá. Em không nghĩ em dạy dột cái luôn. Dạ, thưa quý vị khán giả, rất mong rằng quý vị khán giả hoan hỷ cho một người mẹ đơn thân do tuổi còn quá trẻ và những mong muốn cũng như là mơ ước có một cuộc sống đầy đủ, lo cho con cũng như là lo cho gia đình của mình. Thì hy vọng rằng quý vị khán giả hoan hỷ dang rộng vòng tay để cứu lấy người mẹ này một lần. Dạ rồi, để tìm hiểu về câu chuyện này là như thế nào thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi video. Xin gửi lời chào chị ạ. Dạ em chào anh. Chị cho em hỏi thăm nè. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em nhận được cuộc gọi của chị á. Dạ. Là nhờ cũng như là cầu cứu và giúp đỡ, hỗ trợ á. Dạ đúng rồi. Thì câu chuyện như thế nào chị có thể kể lại cho mấy anh em cùng với quý khán giả gần xa được biết không? Dạ, tại vì em lúc ở trên mạng xã hội anh, em thấy có chỗ cho quà cho bé. Rồi cái em mới vô nhắn tin hỏi. Cái người ta nói là mình muốn gọi cho bé thì mình phải nạp tiền rồi mình cho mình gia nhập vô một cái nhóm đầu tư cho quà đó. Cho bé là sao? Dạ là tặng quà miễn phí cho bé. À. Là tặng cho bé một chiếc xe điện anh. Mà trước khi mình muốn nhận được quà thì mình phải tham gia một cái nhóm đầu tư anh, rồi mình phải nạp chuyển tiền rồi nạp 200 ngàn để mình có cái tiền ở trong cái nhóm nè. Cái nhóm đó là mình mới lên đó rồi có người hướng dẫn anh ở cho mình tham gia để mình kiếm tiền anh. Rồi cái lúc mà chị nạp tiền như vậy rồi chồng chị không cản sao? Dạ em với chồng em mới dựng lâu rồi anh. À thôi nhau lâu rồi ha. Dạ. Như vậy là chị là mẹ đơn thân. Dạ em là mẹ đơn thân lâu rồi. Rồi chị cho em hỏi thăm là khi mà mình đã nạp 200 ngàn làm đúng theo yêu cầu thì lúc đó là cái phần quà chiếc xe điện mà chị nói đó là có nhận được không? Dạ, tại vì cái chị ở bên kia nói với em
mai hoặc là ngày mai có, nhưng mà em cũng chưa biết là chính xác là có hay không. Ừ. Dạ, em chưa biết kiểu thôi. Rồi cuối cùng là có lấy được chưa? Dạ, dạ chưa nhận được về anh. Như vậy là chị mất 200 ngàn. Dạ không, 200 ngàn đó là mình tạo cái tài khoản mình có số tiền trong đó để mình lên cái chỗ đó đó. Cái mình đầu tư tiền, mình kiếm thêm tiền. À. À dạ. Rồi mỗi ngày nó sẽ cho mình 2 khung giờ mình lên tham gia giao dịch xanh. Mình có người hướng dẫn cho mình một lần lên làm 3 lần giao dịch là được 250 ngàn. Rồi buổi tối mình cũng lên đi làm mấy chai vậy đó. À, có người hướng dẫn của mình chỉ làm theo lời của người ta nói thôi à. Có nghĩa là mình lên mình làm theo hướng dẫn. Dạ, là mình được 200 mấy. Dạ, 3 lần được 200 mấy. 3 lần làm theo hướng dẫn như vậy là được 200 mấy. Dạ đúng rồi. Là mình nghĩ là mình ở nhà giữ con như vậy á. Dạ. Là nhờ 200 mấy đó để mình mua sữa được cho con ha. Dạ, sữa tả cho con, anh em cũng nghĩ đơn giản. Rồi cuối cùng rồi mình có lấy ra tiền lần nào được không? Dạ là lần đầu là nó cho mình rút 180 ngàn. Nó kêu mình chụp hình căn cước rồi cho mình cho nó cái số tài khoản của mình để nó chuyển tiền cho mình. Ừ. Rồi khi nào mà mình rút tiền ở trên đó là ra được ở cái ngoài cái thẻ của mình á, số tài khoản của mình á 180 ngàn. Rồi mình mới chụp cái màn hình đó mình gửi qua bên cho quà, rồi người ta mới lên đơn quà người ta gửi qua cho mình. Rồi mình vẫn tiếp tục còn cái số tiền trong đó đó là mình đầu tư mỗi ngày như vậy đó mình lãnh tiền về. Nhưng mà chị rút ra 180 nhưng mà ngay từ lúc đầu chị đã nạp vô 200 rồi. Dạ 200 đó là để ở trong đó mình có vốn là mình tham gia mỗi ngày anh. Còn 180 là 180 mình tiền tham gia đó. Dạ đúng rồi, tiền lời. Còn tiền ảo thì nó còn y thân đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Mình cứ lấy tiền đó mình chơi tiếp vậy đó anh. Rồi chuyện nó cũng chỉ có vài trăm ngàn thôi, làm sao mà chị cầu cứu. Dạ, dạ chưa anh, tại vì nó nói là lần một là nó cho mình rút 180, lần hai là tới độ 4 triệu. 4 triệu mấy á, 4 triệu là nó mới cho mình rút lần 2. Ừ. Còn lần 3 là mình muốn rút bao nhiêu mình rút. Mà trong khi đó mình muốn rút tiền, mình phải vô đó tạo cái lệnh xong mình chụp hình qua để qua bên chăm sóc khách hàng, còn người ta mới việc người ta mới chuyển tiền qua tài khoản của mình. Coi như là làm nhiệm vụ đó ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà em chưa có đủ tiền, em mới được có 2 triệu mấy anh. Ừ. Rồi ở bên đó mấy cái đưa ra cái chương trình là dự án 5 năm á, rồi cho mình tham gia mua cái gói đầu tư anh. Ừ. Dạ tại vì em thấy nhiều anh chị tham gia cái được số tiền lớn quá. Có nghĩa là lúc chị vào đăng ký thì nó sẽ cho chị vào một cái nhóm khoảng chừng mấy trăm người, 200 mấy 300 người, 200 mấy thành viên. Dạ đúng rồi, đúng rồi anh. Rồi trò chuyện là điều mình đều biết hết. Dạ dạ đúng rồi anh, là 200 mấy người đó trò dạ, chuyện đúng rồi, mình nhắn biết tin hết. Là mình thấy hết luôn anh. Ừ. Mình nhắn tin cho họ vẫn được luôn anh. Trò chuyện bình thường thôi. Rồi cái chị thấy là người ta thành công nhiều. Dạ người ta chụp đăng lên anh, giống là người tên A, tên B, tên C đầu tư 20, 35, 40, 50 vậy đó anh. Ừ. Là nhận được về số tiền là 200 mấy, 300 mấy, thậm chí cả 1 tỷ luôn đó anh. Vàng ơi. Dạ chị. Đúng rồi. Rồi sau đó sao? Dạ sau đó em thấy mấy người kia làm vậy có tiền nhiều, em mới hỏi thăm cái người ta nói thì trên đó có người hướng dẫn mình hết, là mình chỉ cần tham gia đi rồi người ta hướng dẫn cho mình rồi mình nhận được tiền về. Em thấy vậy em cũng tham gia, em làm nhiều đó. Nhưng mà cuối cùng mà em tham gia thì trong đó có bảo hiểm cho em. Nếu như lỗi là do họ thì họ hoàn tiền cho em. Ừ. Còn lỗi do em thì em phải chịu trách nhiệm. Mà em lỡ làm sai rồi em bị mất tiền, rồi cái em xin ngưng, cái ngưng rồi cái người đó, người cái hướng dẫn em á, cái mấy kêu em là tiếp tục đi, rồi người ta sẽ cho một cái người khác hỗ trợ làm cho em mà. Ừ. Là em phải trả tiền trực tiếp cho người kia. Làm sai là sai sao? Giống như người ta ra mã lệnh cho mình lên xuống anh. Ừ. Rồi mình lỡ mình làm sai cái mã lệnh người ta là mình bị mất tiền, còn mình làm đúng mã lệnh người ta là mình cộng thêm tiền là mình chơi tiếp. Ừ. Mình bị mất tiền là coi như tài khoản mình bị thâm hụt cái chỗ đó. Có nghĩa là ra lệnh là lên xuống. Dạ đúng rồi, mình bấm sai rồi mình mất tiền rồi mình phải nạp tiền vô tiếp để mình tiếp tục có tiền mình chơi tiếp anh. Ừ. Dạ. Là người ta nói là nếu mà em không đủ tự tin người ta sẽ nhờ chuyên gia. Chuyên gia người ta sẽ làm giùm em rồi em phải trả tiền cho chuyên gia đó. Ừ. Rồi em cũng nghe rồi. Em cũng nhờ chuyên gia, là chuyên gia người lấy cái tài khoản của em, chuyên gia làm giùm em. Dạ là có nghĩa là mình giao cái tài khoản mình cho một người khác. Dạ bên chuyên gia, dạ là người ta làm lấy tiền. Đừng gọi là chuyên gia. Dạ đúng rồi. Đó là bên ngoài chứ không phải là trong đây luôn à. Là người cái người hướng dẫn đó nhờ cái người bên ngoài là một chuyên gia người ta làm cho mình rồi mình trả tiền cho người ta. Nếu như mà cái người chuyên gia đó giỏi thì tự cái người chuyên gia đó kiếm tiền rồi cần gì phải đi làm mướn cho mình.
Tại vì cái người hỗ trợ cho mình, nhờ cái người đó giúp mình, không đủ tự tin, mình sợ mình làm sai, mình không có tiền bù vô anh, rồi người ta mới gợi ý cho mình như vậy. Nếu mình chịu thì chịu, còn không chịu thì tự mình làm. Còn em sợ em làm sai, cái em mới cái ủy quyền cho cái người chuyên gia làm giùm em. Rồi sau khi làm xong thì cái người hướng dẫn đó, bắt em phải chuyển cho cái người chuyên gia đó là 40 mấy triệu. 40 mấy triệu? Dạ đúng rồi, 40 mấy triệu anh. Rồi người ta mới làm hồ sơ cho em nhận tiền anh. Rồi sau đó em chuyển người chuyên gia rồi, rồi người ta kêu em bấm vô cái tài khoản của em rút tiền ra là 400 mấy chục triệu. Là chị có cái tiền ảo? Dạ là chuyên gia làm xong cho mình là tiền về tài khoản của mình là 400 mấy chục triệu. 400 mấy mươi triệu? 420 mấy triệu. Là chị có hình ảnh không đâu em coi. Dạ. Chàng ơi, thưa quý vị khán giả, một câu chuyện đó quý vị khán giả. Nè anh. Là cái này là... Cái này là em rút tiền anh, để em tạo cái lệnh này. Rồi khi nào bên kia người ta xác nhận á, còn người ta mới chuyển tiền cho mình anh. Là em chưa có nhận tiền đồng nào anh. Chàng ơi. Anh thấy không nè, của em nè. Rồi đang chờ xử lý anh. Là số tiền này là đi vô tài khoản của em. Nhưng mà không phải vậy đâu anh. Rồi người ta phải bắt em giải ngân á. Giải ngân là mình chọn gói hay nhanh là 80 mấy triệu. Là trong vòng 5 tới 10 phút là tiền sẽ về tài khoản của mình. Còn chậm thì 15 ngày là 70 mấy triệu. Mà em muốn rút tiền rồi liền cho anh. Em mới lỡ tiền ngân hàng, em nói em không có tiền. Ở bên kia nói em biết cái số tiền của em nhận về nó quá lớn luôn đi. Rồi em phải tìm cách cho mượn người thân hoặc là vay mượn ở đâu đó đó. Rồi em đóng vô đi, rồi 5-10 phút người ta sẽ chuyển tiền về cho em. Rồi cuối cùng cái số tiền mà chị đưa vô làm theo yêu cầu của cái nhóm này nè. Dạ. Yêu cầu là mình phải đưa bao nhiêu? Dạ là tới 80 mấy triệu thôi. 80 mấy triệu? Dạ tiền giải ngân là 80 mấy triệu anh. 80 mấy triệu để được lấy 400 mấy chục triệu tiền ảo thế hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng mà, lấy số tiền nè. Rồi bắt em với 84.352.000. Dạ đúng rồi, chuyển vô số tài khoản nè. Là chuyển vô là... số tài khoản. Dạ y chang luôn anh. Dạ. Số tài khoản là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Dạ. TCQA. Dạ đúng rồi. Là số tiền nên là số tiền giải ngân nhanh để người ta giải ngân cái số tiền của mình, rồi người ta chuyển về tài khoản của mình là 400 mấy chục triệu đó anh. Nhưng mà cái này á, mỗi lần mà chuyển như vậy á, là chị có nhận lại được cái lợi ích gì không? Dạ không anh, người ta khi mình hoàn thành xong lên trển, người ta xác nhận hồ sơ cho mình, rồi người ta mới chuyển tiền lại cho anh. Mà em chuyển xong số tiền này rồi người ta phải bắt em, người ta nói em là làm sai rồi tự ý ngân gói, người ta phải bắt em chuyển thêm anh tiền thuế anh là 120 mấy triệu nữa anh. Bây giờ còn kêu chuyển thêm 126 dạ. triệu nữa. Dạ tại vì lúc em giải ngân rồi á, nó sẽ gửi cái thông tin lên cho anh, tại vì hồ sơ gửi tiền về cho em anh. Mà lên trển nó gửi thêm cái thông báo xuống là nó em nè đăng ký nè, không nè kêu em phải rồi chị có chuyển thêm 126.500.000 này chưa? Dạ không anh, em hết khả năng, em không còn tiền để làm nữa. Chàng ơi chàng. À, bây giờ em mất hết tiền bạc ở đây, em còn thiếu nợ ngân hàng mất 10 triệu nữa. Bây giờ là mất hết tiền bạc rồi. Mấy nữa ngay. Bây giờ là phải trả cho ngân hàng là... Dạ, nhiêu đây nè? 78 triệu. 761 ngàn. Và trong 48 tháng, một tháng em phải trả là 3 triệu mấy nữa. Tiền để mà mua sữa tã cho con. Dạ. Bây giờ đã mất trắng luôn là... Dạ. Còn thiếu nợ lại ngân hàng là 78 triệu nữa. Dạ đúng rồi anh. Còn cái tiền ảo đó rồi bây giờ sao rồi? Dạ tại vì người ta nói mình phải nạp tiền vô để mình gia hạn cái gói đó lên, để mình chuyển tiếp cho đủ số tiền đó anh. Còn cái người bên hướng dẫn ta nói là người ta sẽ chịu phân nửa số tiền đó, rồi mình chỉ vay mượn bên ngoài bên ít nhận ra một đủ số tiền thế anh, rồi chuyển người ta sẽ trả lại phân nửa. Dạ chạy, nói chung là người ta sẽ trả hết số tiền 450 triệu cho mình. Dạ nhưng mà em nói là em không còn khả năng nha. Rồi tới giây phút này chị có biết là mình bị gạt chưa? Dạ giờ em mới biết anh. Trời ơi. Bây giờ em thiếu nợ đâu. Chị cho em hỏi thăm là chị là một người mẹ đơn thân. Dạ.
dạ. Nuôi con nhỏ, dạ. Không có làm được công việc gì ra tiền á, dạ. Rồi là từ đâu mà chị có cái số tiền 80 mấy triệu này chị đưa cho người ta? Dạ, 70 mấy triệu là em ra ngân hàng nha. Còn số tiền còn lại là em lấy nhà chồng của em, anh em bán. Trời ơi, trời. Tại vì lúc trước em có đi làm công ty anh, rồi em có tích góp được tiền em mua vàng dòng anh, rồi giờ em bán hết. Thậm chí tiền trong sổ tiết kiệm của nhà em cũng gom luôn. Gom hết tiền của mẹ mình? Dạ, dạ, tại vì em nghe lời trong đây đó, người ta nói cái số tiền mình bỏ ra nó rất là nhỏ so với cái số tiền mình nhân về là 420 mấy triệu anh. Ừ. Rồi chỉ lần năm hay lần người ta là người ta sẽ chuyển tiền về cho mình đó. Em vừa nghe chị nói là chị lấy hết cái số tiền của mẹ chị, dạ. Đưa vào luôn. Dạ đúng rồi. Rồi tại mẹ chị nói sao? Dạ, tại vì lúc còn sống á, mẹ em làm có để dành được ít tiền đó anh. Rồi lúc mẹ em mất hết tiền bảo hiểm, cái tiền ba đã phí của mẹ em cũng gom vô trong đó à. Trời ơi, là mẹ chị mất rồi. Dạ, mẹ mà để rồi. Lại số tiền đặng cho chị nuôi con. Dạ đúng rồi anh. Mà bây giờ chị lại dùng cái số tiền đó chị dạ. Đưa cho người ta hết rồi. Dạ, dạ em mới biết em bị ra gà. Trời ơi trời. Nhưng mà vì sao chị dễ tin người quá vậy? Rồi em thấy con em có nhắn tin với bé trong đây anh. Nó chụp hình cho em coi là nó đầu tư 20 triệu, nó nhận về là 210 mấy triệu. Rồi nó đóng tiền giải ngân là 40 mấy triệu. Nhưng mà cái con bé đó là bạn chị. Dạ, ở trong nhóm này luôn anh, em nhắn tin chàng em. Chàng ơi, chàng đã một nhóm của họ cung cấp. Dạ. Là tất nghĩa, có nghĩa là những người đó đều là người của họ rồi. Dạ em không biết, em tưởng là người bình thường như mình. Rồi tham gia chơi người ta được tiền rồi em mới nhắn tin em hỏi thăm á anh. Trời ơi chàng. Dạ em cũng bắt hỏi rồi. Cái chị ở bên cái phần cho quả anh. Chị đó nói tại vì chị đó làm gì khách sạn này lâu rồi, cho nên em cũng không có nghĩ. Bây giờ chị cho em hỏi thăm nè. Dạ. Như vậy là số tiền của mẹ chị á, rồi chị xài không còn ngàn nào luôn không? Dạ giờ nhà không còn tiền, tháng sau tới đâu dỗ mẹ em không biết tới đâu hết. Kể cả tiền làm đám dỗ cho mẹ mà chị cũng dạ, dạ dám tại vì tiền cha em đưa về em á, để dành 1-2 triệu anh. Ừ. Rồi em không biết em gom lại luôn á. Gom vô hết luôn à? Dạ hết. Trời. Dạ em nghĩ là em mới nhận được cái số tiền này cho em. Thấy là phụ với cho em. Rồi với con em, mẹ cũng có nghĩ là người ta giả. Có nghĩa là chị cứ nghĩ đâu là họ là người tốt. Dạ, họ hỗ trợ mình, giúp đỡ cho mình có công ăn chuyện làm. Dạ đúng rồi. Ừ. Trong khi thời gian mình với, ở nhà với con mình không có đi làm thêm công việc khác bên ngoài á. Ừ, đánh vào tâm lý đó ha. Dạ đúng. Ừ. Em không nghĩ là mấy người kia là họ có giống như em là đầu tư họ nhận được lời hay không, nhưng mà em thấy đăng lên. Bây giờ chị gọi điện được không? Dạ. Chị gọi điện cho cái người quản lý gì đó chị nói đó. Dạ được, nhưng mà giờ đâu chị không không đó. Chị không anh, cái đó người ta gọi cho mình được chứ mình không gọi cho người ta được anh. Rồi khi nào cần người ta sẽ gọi cho mình chứ mình không gọi người ta được anh. Dạ thôi. Dạ dạ. Ta gọi là chỉ là cuộc gọi thông thường chứ không có thấy hình ảnh hết anh. Nhưng mà bây giờ mình muốn gọi người ta cũng không được luôn. Dạ không, chỉ có người ta gọi cho mình được thôi, chứ mình không gọi cho người ta được. Mình chỉ nhắn tin cho người ta được thôi. Là cái màu đỏ, màu xanh mà lên xuống đó ha. Dạ dạ đúng rồi, chúng ta hai bên lên xuống rồi cái bấm cái xác nhận anh, rồi là mình xác nhận là mình đặt nhiêu tiền đó anh. Rồi hết thời gian 60 giây trên đó rồi nó đóng cửa rồi thắng hay thua gì nó sẽ gửi tiền cho mình. Nhưng mà chị cho em hỏi thăm nè, cái đó là thời sự cả nước người ta đưa tin liên tục là nói là họ là gạt người như vậy rồi. Dạ. Nhưng mà sao chị vẫn còn không biết nữa? Dạ tại vì em mất giữ con nhỏ, em không có thời gian coi thời sự anh. Em cũng thấy trên đây em tưởng là những người đó cũng giống như em anh, rồi người ta cũng đầu tư nhận tiền vậy như vậy cho nên em mới làm. Mẹ của mình có bao nhiêu đó? Dạ. Trước cái lúc đi để lại cho mình. Dạ. Để mình lo cho cha mình và con của mình. Dạ. Mà bây giờ là chị làm không còn gì luôn rồi. Đến dạ. Nỗi mà tiền chuẩn bị làm đám giỗ cho mẹ trong vài tháng tới. Dạ. Mà bây giờ không còn ngàn nào luôn. Dạ, giờ dạ, hết tiền luôn á. Bây giờ trong nhà không còn tiền luôn. Dạ không. Rồi cha chị? Dạ cha em thì giữ tiền đó để dành cho em đi mua đồ ăn này kia cho con em. Mình đổ xăng lên xuống anh rồi để dành thêm chút ít để tháng sau đám giỗ anh. Còn tiền cha em cho em là giống như hàng ngày mua
rồi ăn sáng ngủ này kia cho con em á. Trời ơi, rồi cha chị biết chưa? Dạ em tưởng là người ta chuyển tiền về cho em rồi em mới cho em hay, nhưng mà em không nghĩ là người ta gạt em sợ mới nói cho em. Trời ơi, hơn nó là mấy anh em phát hiện ra kịp thời. Dạ. Nếu không mà chị làm thêm 100 mấy triệu nữa là không biết cách nào trả được luôn á. Dạ. Tại vì người ta nói là nếu mà em người ta sẽ dịu hơn nửa số tiền cho em, rồi em cần kiếm số tiền còn lại rồi đủ chuyển cho người ta đóng tiền thế, rồi sau đó người ta sẽ chuyển số tiền 40 mấy triệu về tài khoản cho em. Coi như là từ lúc mà đầu tiên bước chân vào cho đến cái lúc cuối cùng luôn là chị chỉ rút được là có 180 ngàn. Dạ chính xác luôn. Rồi không có lần nào 2-3 triệu, 3-4 triệu không? Dạ chỉ có được 2 triệu mấy hay chưa thì đủ tiền rút lần hai tới 4 triệu mấy. Mà có được rút chưa? Chưa đủ, thôi nào đủ mới được rút. Mẹ mới được có 2 triệu mấy. Ừ. Rồi bây giờ vô trong đó coi là cái tài khoản chị bây giờ còn cái số tiền ảo đó không? Dạ tại vì em không đóng tiền thế, không có giải ngân được vậy số tiền cho nên là nó mất hết luôn rồi. Mất hết luôn à? Dạ mất hết không còn nữa. Chị cho em hỏi thăm nè, bây giờ cảm giác của chị như thế nào? Dạ em thấy là dại dột, em không biết làm sao mà em lại nghe lời người ta vậy. Em cứ nghĩ là đầu tư sẽ nhận được cũng ít tiền lời vậy nói cho con ấy. Mà giờ em bị người ta gạt hết đơn tiền hết. Để em thấy mấy người đó chơi nhận tiền về nhiều quá cho nên em không nghĩ nhiều. Thưa Quý Hiên Giả, có nghĩa là những người này Quý Hiên Giả là họ biết được là người mẹ đơn thân á, cũng như là những bà nội trợ Quý Hiên Giả thì sẽ không có cái công việc làm được, tại vì thời gian dành cho việc nhà, và họ biết được cái tâm lý đó cho nên là họ tạo ra một cái môi trường làm việc là chỉ cần ở nhà mà vẫn làm việc cho họ được. Tuy nhiên cái số tiền mà nhận được ở Quý Hiên Giả là chỉ là mình là người đưa vào thôi, hoàn toàn là không rút ra được luôn Quý Hiên Giả. Chỉ có một lần duy nhất là rút ra được 180 ngàn là do ngay từ lúc đầu mình đã nạp vào 200 ngàn rồi, coi như là họ không mất cái tiền gì hết, họ chỉ là dẫn dắt cái câu chuyện làm cho mình càng ngày càng lún sâu vào, đến nỗi mà không còn tiền nữa thì họ sẽ cắt mọi liên lạc với mình. Nhưng mà cho mỗi năm là bây giờ cái tài khoản ngân hàng á chị chuyển á, thì chị có thể lên ngân hàng chị báo được mà. Dạ cái này mình báo để lấy lại được. Dạ cái đó em không biết nha, tại vì chuyển hay là tài khoản của em hết cho chị em không biết làm sao. Bây giờ chị nói á, chị ngày mai chị lên trên ngay cái ngân hàng mà chị chuyển á. Dạ. Ngân hàng của chị á. Dạ. Ừ, chị nói là tôi chuyển nhầm. Nhưng mà ví dụ như là cái số tiền nó qua tay người ta rồi, người ta rút ra ngoài rồi mà không lấy lại được thì ngân hàng sẽ có cách để kêu họ trả lại cho mình. Dạ. Nhưng mà trước hết là mình phải báo cơ quan chức năng trước. Dạ. Nha. Ngày mai á là họ làm việc rồi đó, thì chị lên chị báo cơ quan chức năng trước để người ta ngăn chặn kịp thời. Nhưng mà bây giờ thì chị chuyển là hồi nào? Dạ tại vì chuyển nhiều ngày khác nhau, mình không có nhiều tiền chứ mình gom được nhiều cái nhiều khi mình chuyển được hết hết ra. Trời ơi chị, coi như là lâu ngày rồi. Dạ số tiền chuyên gia là em gom là em chuyển đủ, còn cái số tiền giải ngân là em phải chuyển 2-3 lần mới đủ thôi. Còn cái số tiền thế hàng sao nhiều quá em không có khả năng. Người ta nói em là đi vay mượn người thân hoặc là vay đâu đó đi, rồi người ta đảm bảo là một lần là lần cuối là mình chuyển vô rồi mình sẽ nhận lại được cái số tiền 400 mấy triệu của mình. Rồi em nói giờ em không còn khả năng nữa, người ta hứa là người ta sẽ hỗ trợ cho em là hơn phân nửa, em chỉ cần kiếm cái phần được còn lại là đủ số tiền rồi chuyển cho mình nhận tiền về. Nhưng mà giờ em không còn khả năng. Trời ơi, ngày hôm nay nè, thì mấy anh em sẽ đưa câu chuyện của chị là một người mẹ đơn thân lên á, đang cầu cứu. Không biết rằng ngay bây giờ nè chị cần quý vị khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân và bà con hỗ trợ cho chị về điều gì? Dạ
cảm ơn người xem video này, đừng có nghe lời người khác giống em đầu tư để nhiều tiền như vậy để cuối cùng mình không có nhận được gì hết, mà mình còn phải mắc nợ với bản thân mình đó, gia đình mình đó. Trời ơi trời. Có nghĩa là chị nhờ mấy anh em đưa lên để cho bà con ở đây biết. Dạ đúng rồi, có thấy cái mấy cái hình thức mà cho quà rồi tham gia nhóm đầu tư nạp tiền gì đó rồi tham gia gói bảo hiểm rồi cho mình số tiền nhiều để mình tham gia. Đúng em. Đây giờ nhiều khi người ta không biết, người ta cũng giống em vậy. Đúng rồi. Dạ. Mà nhiều người nhiều khi họ có thể là gấp đôi chị nữa. Dạ, có người lên tới mấy trăm triệu, có người lên tới mặt tỷ luôn à. Ừ. Dạ, tại vì em nghe chị kế bên nhà kể là cái người đó cũng làm công nhân như trước tên, cũng làm tháng mười mấy triệu, cũng đầu tư giống em gì mà thiếu nợ tới hình như mấy trăm triệu mấy tỷ vậy anh. Rồi cái làm liều quá, rồi đi vô ngân hàng, rồi cố tình để cho người ta bắt lại, ở tù mấy năm á. Trời ơi. Đặng tại vì không còn cách trả nữa. Dạ. Ông muốn dính líu thì vợ con là không có khả năng trả cái số tiền lớn như vậy. Chị. Cho nên người ta phải nghĩ ra cái gì đó là người ta chạy vô ngân hàng vàng thôi. Xong người ta vô bỏ quay lại, người ta lụm cái gì đó xong rồi để cho người khác bắt được mình. Rồi gọi mình ở tù mình không phải trả số tiền đó. Trời ơi. Đó là rồi lúc đó chị có nghĩ đến cái điều đó chưa? Em cũng đã thấy tội nghiệp con đi. Hả? Dạ. Dạ tại vì em chàng ơi chàng, thôi bây giờ như vậy nè, người ta thường nói á là của đi thay người. Dạ. Ha, mình mất đi một cái gì đó nhưng mà mình đổi lại cho mình được một cái bài học. Dạ, bài học em quá lớn. Với mình có được một cái kinh nghiệm để sau này mà mình trên đường đời biết đâu rồi sau này mình có thể giống như là có được một số tiền lớn á thì không còn gặp cái trường hợp như vậy nữa. Dạ em hiểu gì vậy, vậy sao em không có dám mấy dụng này nữa đâu anh. Trời ơi tụi lời là em sợ lắm, tại vì em nhiều khi em cũng có thấy trên mạng gì mà em cũng không nghĩ là bản thân mình có một ngày rơi vào tình trạng như vậy, giống như cái gì đó khiến cho người ta thấy cái số tiền đó muốn làm sao để lấy cái số tiền đó về để gia đình mình có cuộc sống tốt hơn á. Mà mình không nghĩ là mình bị gạt cái tiền lớn như vậy. Cái đó giống như là mình bị cuốn vào, người ta nói gì mình cũng hay nghe, mình cũng hay làm theo người ta để mình làm sao để mình lấy được số tiền đó về. Tại số tiền đó nó lớn, mình không thể nào mình trong tháng nào của mình làm được số tiền đó. Đúng rồi. Dạ. Mình có nghĩa là bỏ ra vài chục triệu mà mình trong vòng một tiếng đồng hồ mình lấy được mấy trăm triệu, gặp thậm chí cả tỷ. Có nghĩa là họ biết được là mình đang rất là cần tiền. Dạ, đúng rồi. Để lo cho gia đình. Dạ, đúng rồi. Lo cho cuộc sống. Dạ. Em thấy đa số những người tham gia trong đó là phụ nữ, đàn ông cũng có. Dạ. Nhưng mà chị cho em hỏi thăm nè, hồi nãy chị nói là bây giờ là trong người không còn 1.000 luôn. Dạ. Rồi cha cũng không còn tiền luôn. Dạ, như đấy, vậy rồi. Dạ. Bây giờ cháu nó uống sữa rồi tiền đâu mua sữa đây. Dạ, rồi tả cha em thấy luôn về rồi mua sẵn đó nhà. Còn tả khi nào hết rồi em mới mua cho em đó. Cha chị là đi làm cái công việc gì? Dạ, cha em là đã đi làm phụ bếp rồi sao thôi anh. Rồi tháng được bao nhiêu? Dạ, tháng thu nhập cũng được 4-5 triệu. Để lo cho hai mẹ con em. Chàng ơi chàng. Dạ, là tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia, tiền sữa, tiền tả. 4 triệu, gần 5 triệu. Dạ. Nhưng mà rồi chú xài rồi còn tiền xăng cộ nữa. Dạ, cha em tháng ngày thậm chí ăn khổ mình người nghe. Thậm chí nhịn đói đi vô công ty kiếm đồ ăn ở trong công ty ăn. Rồi trời, xin đồ ăn của công ty em về nhà cho em á. Chàng ơi. Cha của mình không dám ăn. Dạ. Tất cả số tiền của cha và mẹ có được đều tin tưởng giao cho chị. Dạ. Thì em có lỗi quá. Em không nghĩ em dạy dột cái luôn. Thì nói chung á, ai cũng có một lần giống như là quyết định sai mà. Dạ. Mà đâu có ai mà đúng hoài được. Số tiền này quá lớn rồi, hàng tháng em phải trả nợ vô ngân hàng, em không biết tiền đâu cả. Dạ, không có tiền trả. Bây giờ một tháng là ngân hàng bắt chị trả bao nhiêu? Dạ, 3 triệu mấy chục ngàn, anh trả trong 48 tháng. 48 tháng? Dạ, đúng rồi. Một tháng 3 triệu mấy, mà bây giờ chị đang nuôi con như vậy rồi làm sao mà ra tiền được đến mà... Dạ, tại vì em nghĩ là em phải
lãnh được cái số tiền về về em trả hết cho họ lần chè, một luôn á. Vẫn còn tin tưởng vào đây nữa. Dạ, tại vì lúc đó em không nghĩ gì, em chỉ nghĩ là giải ngân rồi người ta sẽ chuyển tiền về cho mình. Chứ em không có nghĩ là người ta sẽ bắt mình đóng thêm tiền nữa anh. Thôi bây giờ 48 tháng đó thì coi như bài học của mình đi. Dạ. Mình chị năm nay là bao nhiêu? Dạ em 30. Ờ mới 30 mà tuổi còn trẻ mà. Dạ. Thì tháng 3 triệu mấy đó, nếu như mà em nghĩ rằng phải chị phải đi làm, nhưng mà bây giờ cháu nhỏ quá. Dạ. Sao mà đi làm được? Dạ. Rồi bây giờ làm sao để đóng đây? Dạ vậy em cũng không biết làm sao đấy. Dạ em cũng khó khăn quá rồi, thấy sao tới dám dỗ mẹ em, dạ không có tiền làm lắm. Ôi trời. Mẹ cha em lãnh lương thế nào, là duy trì hết tháng đó, không có dư ở đó. Nói chung á, dạ. Chuyện thì nó cũng đã dĩ lỡ như vậy rồi. Dạ. Thì thật sự thì em biết rằng chị cũng không có muốn là mình giống như là mất số tiền đó đâu. Số tiền quá lớn, số cho tiền... với một người lao động. Nói chung là cả một cuộc đời của mẹ với cha chị để dành lại là được có bao nhiêu đó mà chị gom hết rồi. Ừ. Thì chị... Có lỗi quá. Ừ. Thôi bây giờ nếu mà mình không cố gắng lên, không cố gắng vượt qua thì không có thể nào mà làm được đâu. Mình còn sức khỏe nè, mình còn tuổi trẻ nè. Dạ. Cái số tiền đó tuy rằng hiện tại bây giờ nó lớn với chị như vậy. Dạ. Nhưng mà nếu mà sau này chị đi làm ngày tháng chỉ dành dụm lại nó vẫn có lại được. Dạ. Nhiều khi nó còn hơn. Dạ. Mình sợ mình không có đủ sức khỏe. Ừ. Tại vì sức khỏe của em cũng phải yếu quá. Dạ. Tại em bị rối loạn tiền đình á. Dạ. Bị giống mặt ấu á. Ừ. Em suy nghĩ là ấu cẩn thận vậy em bị chóng mặt á. Rồi có chạy chữa điều trị gì chưa? Dạ lúc trước em có đi bệnh viện thành phố mà người ta cho thuốc á. Còn những cái loại thuốc á, mỗi lần bệnh em có loại thuốc ở ngoài mua. Vậy là bây giờ còn chưa có trị được? Dạ không, giống như ông già ông thương em hay sao. Lúc em sinh con tới giờ con em nó khó quá. Nó khóc mười ngày nó không ngủ. Mẹ em lo cho nó chứ mẹ em bệnh nặng cái luôn á. Em muốn với mẹ đi thành phố khám bệnh mà mẹ em lo nó hay vậy. Khóc một bài dỗ quá. Tại vì nó chỉ chuyện mình mẹ em thôi. Mẹ em giỏi mà đến, em giỏi nó mà đến. Ban ngày đó, nó ngủ mà đêm nó khóc được. Tới sáng rồi nó ngủ được cái hơi. Chỉ cần ngồi là nó khóc tới sáng. Đêm mẹ em ngủ gì được. Có mấy giờ đồng hồ sáng ngày phải sớm đi làm đó. Nhưng mẹ em bệnh nặng vậy đúng. Nếu như mà bây giờ á, mà thật sự sự thật đó ha. Dạ. Có được một điều ước thì chị ước mong điều gì nhất ngay lúc này? Dạ em ước mong cảm ơn người thấy được hoàn cảnh của em có thể hỗ trợ thêm một phần để em nuôi con em đủ 3 tuổi, em sẽ kiếm việc làm em làm và thế đó em sẽ có tiền em gửi lại từ từ cho mọi người, mong mọi người giúp đỡ mình vào lúc khó khăn này. Trời ơi, trời ơi. Dạ, tại vì bây giờ con em nó còn nhỏ quá, đủ 3 tuổi, ở đây người ta mới nhận, em mới gửi. Là chị nhờ bà con, quý vị dạ. hỗ trợ dạ. cho chị vượt qua được khó khăn ngay lúc này. Dạ, để lúc con em được 3 tuổi thì em sẽ gửi bé, để em đi làm để kiếm tiền trả lại mọi người từ từ. Trả lại mọi người từ từ. Dạ. Chàng ơi, chàng. Chứ em biết chị của mọi người vậy cũng là điều một hồi nước mắt. Ừ. Chị không dám xin, không dám gì hết. Dạ, chị mong rằng giúp đỡ cho em vượt qua khó khăn lúc này. Tại vì em lúc này không còn tiền để thay sao. Trời ơi trời. Thưa quý khán giả, một người mẹ đơn thân rất là mong muốn sẽ được quý vị khán giả hỗ trợ giúp đỡ để có cơ hội một lần nữa quay trở lại làm lại cuộc đời. Thì đó là những lời thật lòng của người mẹ đơn thân ngay lúc này. Thì ai cũng có một cái lỗi lầm cũng như là chọn sai con đường quý vị. Thì cũng nguyện cầu mong cho quý vị khán giả thương cho và hiểu cho cái hoàn cảnh của người mẹ đơn thân ngay lúc này ạ. Ngay lúc này thì em biết được là chị đang giống như là cần có một chút gì đó để có thể làm lại cuộc đời. Cũng như là nếu mà ai mà dang rộng vòng tay ngay lúc này á, dạ.
coi như là có thể là cứu được một người ngay lúc này luôn thưa quý vị. Dạ, dạ. Cứu được một người còn thân xây bảy tòa tháp mà. Dạ. Em hiểu được cái cảm giác của chị, nhưng mà em hy vọng gần một lần nữa cho em được nhắc lại cái lời khuyên. Dạ. Là mình còn sức khỏe. Dạ. Mình còn tuổi trẻ. Dạ. Thì cơ hội với mình nó còn rất là dài và rất là nhiều cơ hội. Dạ. Thì đừng chỉ vì một cơ hội này mà mình giống như là không đứng lên nổi. Dạ. Cố gắng lên ha, cố gắng lên vượt qua ha. Dạ, cảm ơn. Ừ. Thì thôi thì ngày hôm nay á, dạ. Em ghé thăm chị nè. Dạ. Thì cũng có một phần duyên. Dạ. Một phần duyên. Dạ. Của một người cô cùng với hai người dì ở Úc. Dạ. Ừ. Sẽ hỗ trợ cho chị là 500 ngàn ngay trong lúc này. Dạ. Để chị có thể dùng cái số tiền này nè. Dạ. Trước mắt là mua sữa cho cháu. Dạ. Với mua đồ ăn nha. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều, em cảm ơn anh. Ừ. Dạ. Cố gắng lên vượt qua các chị ha. Dạ, dạ. Chị có lời gì muốn gửi tới một người cô cùng với hai người dì ở Úc không? Dạ, em xin gửi lời cảm ơn đến cô đã ủng hộ số tiền để con có thể giúp ích được cho cuộc sống của con. Ừ. Cảm ơn hai cô. Cố gắng lên ha. Dạ, dạ. Cố gắng lên. Ừ, dạ. Đâu phải là trên cuộc đời này là chỉ có mình nên chị chọn sai con đường đâu. Dạ. Rất là nhiều người và họ cũng đã quay trở lại và họ kiếm lại được còn gấp đôi, gấp mấy lần cái số mà họ đã mất đi. Dạ. Ừ, điều quý giá nhất bây giờ là một bài học rất là lớn. Rất là lớn với chị. Dạ. Ừ. Cố gắng lên ha chị ha. Dạ. Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì một lần nữa cho Ngôn xin phép được gửi đôi lời. Đây là một người mẹ đơn thân và gặp phải một cái sự việc không mong muốn, là đã làm mất đi hết tất cả số tiền mà người cha và người mẹ của chị này dành dụm, giao cho chị này để nuôi con, vì chị này là một người mẹ đơn thân, đúng không quý vị khán giả? Dạ. À, tuy nhiên do đã chọn sai con đường, cũng chỉ vì muốn lo lắng cho gia đình, chăm sóc cho con cái thôi, mà đã chọn sai con đường. Thì một lần nữa cho Ngôn hy vọng rằng quý vị khán giả hiểu, quan hỷ cho một người mẹ đơn thân ngay trong lúc này. Vì ngay lúc này, người mẹ đơn thân này rất cần một vòng tay để mà che chở cũng như là giúp nâng đỡ cho người mẹ này có thể là đứng dậy bước tiếp con đường đi sau. Dạ. Một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn người cô cùng với hai người dì ở Úc trong ngày hôm nay đã hỗ trợ cho chị một khoản phần duyên để chị có thể mua sữa và mua đồ ăn đỡ vài ngày là trước mắt, và sau đó thì mình tính tiếp. Dạ. Dạ rồi, thôi bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video. Và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp.